Cái lăng xê hôm trước này đã hết rồi này. Anh em tin tưởng và rất là nhiều anh em thích dùng nên là hết rồi. Đây tôi buộc đợt mới này, đang buộc đợt mới này. Đấy, đến hôm qua nó còn bộ cuối cùng, còn một bộ thôi. Đấy, hôm nay tôi lại buộc tiếp đợt mới. Đấy, đây. Tí nữa tôi sẽ có anh cũng ở Hà Nội đấy, anh Đạt đấy, anh lấy lần thứ mấy rồi. Hôm nay anh ấy đang đi câu ở dưới hồ đấy, tí nữa tôi xuống tôi xem thử và tôi tiện tôi hỏi luôn cho anh em xem là cái bộ lăng, anh ấy đánh giá cái bộ lăng xê của tôi như thế nào. Lăng xê rất chi là chuẩn nha anh em nhá. Đóng cá rất chi là ngon. Anh em ủng hộ rất chi là nhiệt tình, gần 200 bộ mà tôi bán lên đây anh em lấy cho tôi xem mà không khéo chưa đến tôi kiểm tra xem là từ bao giờ. Tháng 3 hôm nay là mùng 9. Nó gọi là được nửa tháng, nên nửa tháng mới hết 200, gần nó là tầm 190 mấy bộ hết sạch anh em. Đây, tôi đang làm đợt mới, tí nữa tôi ra hồ để tôi quay anh Đạt thêm một tí thì tôi sẽ hỏi ý kiến anh xem bộ lăng xê này đánh như thế nào. Đây, anh em xem rất là chuẩn. Đây tôi đang đóng hàng cho anh em thêm này. Đây là mồi, cái này là mồi nhưng mà cái này là do anh em câu lên rồi ấy thôi. Đây là xốp, xốp gửi kèm theo này. Đây là cửa hàng mới, ok anh em. Ngày hôm qua thức đêm máy điện tử làm hai cái mụn anh ạ, mà mặt em đâu ra mọc rồi. mọc 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 mụn. Xay uống á? Xay ra đâu uống, Nghệ vàng thì ở nhà em xay nhiều lắm, có một lọ to tướng ấy, nọ xay về. xay ra đây đâu uống đấy, À thế. làm đâu uống đấy chứ không được bỏ, Mà cái đấy uống khả năng đỡ dạ dày nhỉ. nó khỏi dạ dày luôn, riêng nghệ đó. Nên bảo Vân mà hôm nào xuống câu đêm nhớ mình để hôm nào xuống Mà nó quanh lưng xe bắt cá cụ ấy. hồi đấy tối Mấy em chắc phải lâu lâu đấy, bởi vì cửa đợt hàng nó này, mới mà. mới cửa Cửa hàng nó mới cũng muốn nói thẳng ra là máu đi câu lắm ấy. Nhưng mà loanh quanh cứ phải ngồi trông lô cốt. Biết là mới nó ít khách rồi, thế nhưng mà vẫn phải ngồi anh ạ. Bởi vì cái nghề chính của mình mà. giải trí. Hôm kia đấy gọi là máu quá thôi, mà thấy em ngủ lâu lắm rồi em dở ra cái mùi nó ngon vãi đái luôn anh ạ. Mẹ thấy đấy mà gặp trôi cũ thì quánh phát trên ngạc của đấy. Đúng cái chỗ mà nó tăm 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 lên nó ủm kìa. Và đài không? Đúng là hồ thính. Còn cửa hàng mình mới mình không không dám đi loanh quanh, cứ khoảng 3 khách nó đến nó đéo thấy, thế nào loanh quanh tự dưng mình mất khách. Tự dưng mình Đấy. mất cái Tầm tít trọng này. à, đi luôn quả thì đây này Đứt ra. nổ luôn. Đây anh em, đây là anh Đạt Tây Hồ này, một anh em đi cùng. Đây còn bà xã đi Đi mua chè, đi mua nước chè. bà xã đi mua nước chè. Anh Đạt đây, anh cho em hỏi cái lăng xê của em anh đánh cảm giác nó như thế nào. Đánh hay á, Anh công nhận nó bén không? hàng hàng nào chuẩn đấy, À, em đi hầu như anh đánh 90% là hàng lên, đúng rồi. 10% là ăn Nó ăn nó bay quẫy, nó dù đóng đóng vào bay dù người, nó bay quẫy dù nó đóng vào người và nghiếc ấy, có thể không bị ôm ví dụ nó đóng vào mép sườn, mép hoặc sườn mép nó rách, chứ còn đa số hút vào mồm thì là đa chết. số là gần như là anh bánh ăn tao nó mang với cả mồm 10 lần thì ăn 9, 10 phát ăn 9 luôn. Đấy, anh Đạt anh lấy lần thứ mấy rồi anh em ạ? Ba Anh lần Đạt thứ anh tư lấy rồi, anh lần Đạt thứ tư anh Đạt rồi. anh lấy lần thứ tư rồi. Anh nhận xét là cái giá trị công bằng lần thứ tư.
Nếu mà gần như anh đánh lần nào cũng có hàng về. Mà cứ nói luôn là nếu mà cái lăng xê của em đều trả đến nỗi 15 ngày nó hết hơn 200 bộ. chuẩn luôn. Đánh hàng hay đấy. Đây, hôm nay anh Đạt anh hay đánh lăng xê này, nhưng mà hôm nay anh thường xuyên này. Anh hôm nay anh nghỉ giải lao, anh sang hồ bên này anh bắt cá củ.